Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Chào mừng anh chị đã về. Cảnh báo sự kiện SOS ở phòng ngủ, kích hoạt kịch bản SOS ngay. Các em ơi, em nghe. Mở TV. Nhà thông minh là xu hướng của các gia đình trong thời đại công nghệ số 4.0. Một tổ ấm tiện nghi, tự động hóa luôn là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống thông minh trong nhà, nhiều người cũng hơi e dè. Bởi lẽ không biết hệ thống có đáp ứng được những nhu cầu thực tế hay không. Nay nỗi băn khoăn này đã không còn nữa. Khi sử dụng thì cái hệ này là đã cài đặt kịch bản hoặc là tự động hóa sẵn hết rồi. Thì mình chỉ dụng là mình chỉ về và mình bấm nút thì tất cả các đèn hoặc là mình nói bằng giọng nói thì tất cả các đèn nó sẽ bật theo những cái setup của mình sẵn giống như yêu cầu của mình cài đặt như thế nào. Đã từng sử dụng smart home của nhiều thương hiệu không ạ? Nếu mà chị có thể chia sẻ cái sự khác biệt giữa sử dụng smart home của thương hiệu nước ngoài và thương hiệu Việt Nam không ạ? Hồi trước thì cũng tìm hiểu thương hiệu nước ngoài á, nhưng mà thường là nó không phù hợp với văn hóa người Việt. Chứ loại nhà có người già thì dùng tiếng Anh không được nên là khó dùng hơn. Thì sau này thì tìm hiểu mấy hãng của Việt Nam á, thì thấy nó thân thiện với mình, dễ xài, nói bằng tiếng Việt đầu dễ hơn. Nó có những cái tiện ích ví dụ như là nó tiết kiệm cái thời gian của mình. Với ngôi nhà truyền thống bình thường thì bạn phải đi ra khi bạn tắt điện, hoặc là bạn cầm cái remote bạn mở tivi. Nhưng đây mình không cần là như vậy, mình chỉ cần sử dụng giọng nói của mình để mình điều khiển, hoặc là mình sử dụng thông qua cái điện thoại của mình. Nó an toàn nữa, tại vì khi giả sử như mình đi ra ngoài mình quên tắt điện, hoặc là mình có nấu một cái ấm nước siêu tốc hoặc là cái bàn ủi, thì bản chất là cảm biến ở trong nhà mình thì nó sẽ tự động báo, và khi đó là nó sẽ tự động tắt luôn. Chứ nếu giả sử như là một cái căn nhà truyền thống thì bạn có thể là quên, mà nếu mà quên như vậy nó sẽ xảy ra những cái trường hợp không mong muốn. Tại công ty này, các kỹ sư đã nghiên cứu rất kỹ nhu cầu và mang đến hệ thống thông minh phù hợp, cá nhân hóa riêng biệt với từng gia đình. Giải pháp nhà thông minh của Điện Quang, đây là một sản phẩm Việt Nam với đầy đủ các tính năng, có thể đáp ứng được gần như hầu hết các nhu cầu của người tiêu dùng, đa dạng hóa, có thể điều khiển hoàn toàn 100% bằng tiếng Việt Nam, nâng cao tính trải nghiệm cho khách hàng trong chính ngôi nhà thân yêu của họ. Về thiết bị phần cứng, ngoài những sản phẩm chủ lực do chính Điện Quang sản xuất, hệ còn có thể tích hợp rất nhiều sản phẩm của thương hiệu khác hiện có trên thị trường hiện nay để mở rộng được tính năng trong hệ giải pháp. Thứ hai, mang lại cái trải nghiệm đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất cho khách hàng. Về hệ điều khiển thông minh theo phần mềm do chính kỹ sư của Điện Quang lập trình ra. Tiếp theo, chúng tôi có cộng tác với hãng công nghệ hàng đầu Amazon Web Services về lưu trữ điện toán đám mây, về tín hiệu được mã hóa đầu cuối nên nâng cao được tính bảo mật. Kịch bản trong ngôi nhà thông minh của Điện Quang, chúng tôi kịch bản đã được lưu trực tiếp ở trên gateway. Do vậy, ngay cả khi tín hiệu Internet không có, thì người tiêu dùng cũng có thể điều khiển và sử dụng ngôi nhà thông minh của mình thông qua các nút bấm di động, các hệ thống cảm biến hoặc là những kịch bản tự động hóa được thiết lập theo cái khung thời gian định sẵn. Quý vị thân mến, nội dung chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay kỳ này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Quý vị có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv.vn. Mọi thông tin liên lạc mong quý vị có thể gửi về địa chỉ email tphcmhomnay.tv@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát sóng tiếp theo.